một nhịp, hai nhịp, ba nhịp như vậy. Intro cũng nhịp chân luôn. Kênh Lưu Về Máy, từ từ mình tăng ga và lát chậm bát ba một hai ba. Bằng lòng đi em về dưới quê anh, nhịp chân nè, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, nó cứ chậm vậy thôi. Bát ba một hai ba, một vườn cây xanh hoa trái đơm hương. Qua sông nụ cười mến mông, bằng lòng đi em anh đón qua cầu mùa mưa, cầu tre dấu khó đưa dấu nhịp chân ta. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Chỉ cần chúng ta chuyển những cái hợp âm cơ bản là chúng ta có thể tập được. Chúc quý anh chị và các bạn có nhiều niềm vui bên cây đàn guitar và tập hiệu quả cùng với chương trình Guitar Năm Phút. Hẹn gặp lại. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy, từ từ mình tập. Tới giờ tập đàn. Bây giờ để sách ở đâu đây? Ở đâu? Nhớ rồi. Giá để sách nhạc. Bốc hàng. Wow, xếp lại gọn ha. Wow, mới đẹp. Kim loại chắc chắn. Mở lên. Bẻ ra. Siết ốc đặt chặn. Bung lụa. Nới lỏng ốc. Điều chỉnh độ cao tùy thích. Có thể lên đến 1m6 luôn. Ốc lại. Để điện thoại được luôn. Giữ giấy lại. Chơi nhạc. Anh muốn vượt cùng em về vùng miền vắng. Mình sẽ sống những ngày hè những năm xưa. Ưu đãi đặc biệt quá để sách. Tặng kèm giáo trình chỉ 139.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc. Liên hệ Zalo giùm bên em. Cảm ơn quý anh chị và các bạn. Đi là sẽ đến. Tập liên tục mỗi ngày là chúng ta cũng đánh được thôi. Yêu giọng nam AM là thứ gabo ba. Điều mà chúng ta cần tập là điệu disco xuống 6 giây. Lên đã nhẹ lên. Chập vào. Giọng thanh lại nè, cái tay nè, đã lên. Xuống lên chập lên. Nhịp 2 4. Có lẽ có nhìn hai cái nhịp chân xuống nha. Xuống lên chập lên. Chúng ta đập lên nè. Yêu dù là xa ở nơi đâu em xin được yêu. Xa dù thật xa nếu là ta yêu nhau thật sâu. Muôn nghìn trùng không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hai em thì tình yêu anh sẽ chờ em giang vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình ngay tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng sóng to. Dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy, từ từ mình tập. Đối với anh em mà mới tập chơi thì chúng ta không cần phải tập nhiều, mà chúng ta mỗi khi chúng ta ráng luyện ngón và chuyển hợp âm. Điều xuống xuống là 6 giây ha, lên là đã nhẹ 3 giây. Chập vô. Lên. Từ miền Nam anh hướng ra Bắc, xôn xao câu hò điều ly chính dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt dương. Em ra đón chàng với cả ngựa ô kêu vang anh khơi.
xôn xao câu hò điều ly bớ nàng thơ. Băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng nghe nhìn sao xuyên ly chung tình. Xoan 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 la, đó là cái điểm nhấn. Guitar 5 phút là chúng ta tập mỗi ngày một chút. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập cách chơi những bài hát bolero chỉ với ba hợp âm, không cần nhìn hợp âm, giọng rê thứ. Em hợp âm rê thứ đầu tiên hát bình thường, hợp thứ hai sau thứ lại thấp, hợp thứ ba bậc năm là bảy. Và khi chúng ta tập đó, chúng ta chỉ cần tập ba hợp âm này thôi là chúng ta chơi rồi. Và tìm cái bass của rê thứ, ba ba hai một chắc và chắc. Bấm đi năm đô. Ok ha, và chúng ta dùng ba hợp âm này để intro luôn, rất là ngắn gọn, rất là dễ. Ghi chú lại để chúng ta tập nha. Ok, đề thử nha. 3, 2, 1 Soạn thứ là 7. Chắc pha chắc là đô nè. Dây 5 buông bấm vô. Dây 4 buông bấm vô. Mi cho phố vắng mênh mông, khơi lòng bao nỗi nhớ. Chèn vô. Trời đang mưa, mưa cho ước áo em. Nếu mình bấm kiểu này thì không bấm dây năm vô nha. Mưa 3, 2, 1 chạy bass đó, những cái nốt này đó thì là nó rơi vào cái cuối câu, lúc đó không có hát thì chúng ta mới chèn nốt bass. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Tháo ra nó có cho chúng ta mấy miếng để chúng ta dự phòng nữa mà. Với đàn giáng xích đó chúng ta phải giáng sát như vậy nè. Còn volume này Khánh chỉnh mát luôn nha. Dạ 3 mét. Trăm ly á, đối với cái dòng AD35 này đa phần nó sẽ không có hú è, nó không hú è. Nó ở trong đây nó có bo mạch đó, chống nhiễu luôn, chống hú luôn. Sẵn đây thì Khánh xin nói luôn, cái đàn lá xích thì mình chỉ nên dây thay dây lá xích, dây nylon, lá xích cổ nè, guitar string nè, đây là dây lá xích ha. Thì cái đầu đàn mọi người thấy không ạ? Đó, đây là cái đàn lá xích, không nên thay dây sắt vào đây. Đó, chúng ta chỉ nên thay dây nylon thôi. Và bộ dây này rất là hay, bộ dây này là bộ dây AC139 size N nè. Dây nó rung rất là tình cảm luôn, mọi người thấy không ạ? Và cái dây này đã xài 6 tháng rồi, nhưng mà nó vẫn còn rất là rung tốt. Mở nó cái độ bền của nó khá là cao, AC139 nha. Bộ này thì 150.000, mua 2 bộ thì 300.000 sẽ được miễn phí vận chuyển. Mua 2 bộ mới được miễn phí vận chuyển nha anh em. Đó, đồng thời thì 2 bộ sẽ được tặng kèm cái giáo trình cho anh em để anh em tập đàn chung với guitar 5 phút. Bên cạnh đó tặng cái tay quay cho anh em luôn nha. Đó, bên cạnh đó tặng luôn cái hộp bít này để anh em dán ở đây nè. Khi nào anh em muốn đánh bít thì anh em đánh. Đó. Thì 2 bộ lát xích sẽ là 300.000. Dây này rất là hay luôn, rất là bền luôn. Đó, để mình để dành một bộ mình thay, một bộ để dành. Anh em bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận những ưu đãi tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều.